Rồi, xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Chai LPT Nhật Đức nhá. Thì hôm nay thì mình lại review cho các bác một sản phẩm, đó chính là cái đáy bao đồng gió của Hyundai HD, từ HD65, HD99, HD88, HD72, HD650, cũng như dòng chung luôn cho cả một số những dòng HD ngày trước, cũng như dùng chung luôn cho cả Hyundai đời 2000 HD lên. Đấy, trừ máy điện cho các bạn, máy điện thì nó sẽ bầu to hoàn toàn khác. Còn đây là máy cơ. Đấy, đây là chiếc bồ lồng gió xịn. Tại sao hôm nay em lại phải review cái đáy bồ lồng gió này? Vì hiện tại trên thị trường đã có cái đáy bồ lồng gió hàng thường rồi, mà nó có một cái khuyết điểm mà hàng thường không bao giờ làm được như hàng xịn. Và cái đó các bác lên để ý để khi mua cái đáy bồ lồng gió này. Vì cái này thứ nhất, nó hay bị va quệt, bị vỡ, bị rơi, cũng như là một số các bác để bị người khác lấy trộm mất. Thì mua phải những hàng đều, hàng kém chất lượng, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái lọc gió. Và bản thân làm như vậy, cái bộ hơi của xe các bác sẽ không còn được ngon nữa và phải làm hơi. Nhiều bác đã gặp tình trạng mua phải đáy bồ lồng gió đều xong rồi bị làm hơi, không tìm ra nguyên nhân, về sau tìm ra nguyên nhân, đó chính là cái lỗ thoát khí ở bồ lồng gió. Thì hôm nay thì mình xin review cái đáy bồ lồng gió này và chỉ luôn cho các bác biết hàng xịn như nào, hàng thật như nào. Và cái này một trong những cái hàng này. Đi anh. Đi anh. Ồ, oh, thiếu đi đầy luôn. Đây chung là cho bác. Đấy. Thì hôm nay nhá. Mình sẽ chỉ rõ cho các bác. Thứ nhất, đây là bồ lồng gió xịn. Đấy, đang quay video mình và bán hàng luôn. Đây là các bác nhìn này, đây là chữ nhá. Bên trong đáy là phải có chữ HDMC cộng với một loạt những thông số như này mới là hàng xịn. Cộng với cái thứ hai nữa, các bác nhìn được cái móc này này. Hàng xịn móc của nó sẽ là màu xám. Nó sẽ dính liền vào đây, nó không bao giờ rời ra ngoài. Cộng với cái thứ ba nữa, có một cái chi tiết các bác nên để ý cho em nhé. Khi các bác lật về đằng sau, đó là cái lúm thở này, là nó có biểu tượng Hyundai này. Cái này hàng nhái nó cũng làm được rồi, nhưng mà hàng nhái nó không làm được cái, nó là cái lỗ thở này. Đấy, cái anh ngồi đây, anh ngồi ghế anh nhà em. Chưa thấy trực tiếp đấy. À không, cái này là em gửi cho khách thôi. À, vâng. Đang kiểu truyền hình trực tiếp. Không, em gửi cho khách mà. À, cái này nhá, đây là các bác nhìn này. À, cái này ấy, nếu mà hàng đều ấy, thì cái núm cao su này nó sẽ nòi ra ngoài. Nó không bao giờ kín như này đâu, nó không bao giờ kín vào miệng này đâu. Các bác nhìn bên trong này, ánh sáng không bao giờ chui qua được nhá. Ánh sáng không bao giờ chui qua được, nhưng mà riêng hàng đều ấy thì nó làm cái lúm này này các bác này, sẽ bị lòi ra ngoài. Lỗ thở nó sẽ thở ra ngoài, nhưng riêng hàng xịn thì không bao giờ thở được ra ngoài. Đấy, nó rất đơn giản thôi. Các bác nhìn đúng vào cái chi tiết lúm này, các bác sẽ thấy là hàng xịn hàng đều khác nhau ở cái này. Hàng xịn thì nó luôn luôn kín. Vì sao? Vì khi áp suất hơi các bác vào đây, cái lỗ này là lỗ để phì ra những cái nước bẩn cũng như là hơi bẩn ở trong đây phì ra. Nhưng mà riêng cái hàng đều ấy thì nó sẽ làm thở, nó làm hở cái này, hở cái xoang này. Thì chính vì như thế, khi các bác chạy trên đường, đất cát bụi nó sẽ chui qua đây, làm ảnh hưởng đến cái bầu gió và sẽ phải làm hơi máy. Đấy, một cái chi tiết mà cái lắp đều nó không làm được, nó không bao giờ làm được. Đấy, cộng với cái thứ hai đều, các bác nhìn vào bên trong này, không bao giờ có chữ HDMC. Hàng xịn luôn luôn có chữ HDMC và một loạt ký hiệu của nó ở nhà sản xuất ở đây. Đấy, và đặc biệt với nhau bác nhé, xịn là luôn luôn có tem này, tem Mobit này. Đấy, đấy nhá, đây là hàng xịn chính hãng này. Chiếc đáy bồ lồng gió rất đơn giản thôi, nhưng mà rất nhiều bác mắc sai lầm mua bởi hàng OEM cũng như hàng kém chất lượng thì sẽ dính đến bẩn lọc gió hơn, chạy ăn dầu cũng như phải làm hơi. Đấy, hôm nay thì em xin chia sẻ kinh nghiệm với các bác về cái đáy bồ lồng gió này, và hẹn gặp lại các bác ở cái video tiếp theo.